Hello, đã quay trở lại rồi đây. Hôm nay chúng ta tiếp tục phần thứ 5 của chương Elicitation and Collaboration. Và nội dung hôm nay chúng ta sẽ nói về Managed Stakeholder Collaboration, quản lý sự hợp tác của các bên liên quan. Mục đích của cái việc quản lý sự hợp tác của các bên liên quan là khuyến khích các bên liên quan làm việc hướng tới mục tiêu chung. Một cái câu rất là ngắn gọn và súc tích, và các bạn thấy là cái việc mà hướng tới mục tiêu chung, hướng tới cái output đầu ra luôn là cái ưu tiên hàng đầu trong bất kỳ một cái dự án nào. Nói một cách cụ thể hơn, chúng ta xem phần description. Cái việc mà công việc BA tạo ra nhiều cơ hội hợp tác giữa các nhóm, các bên liên quan trên các cái sản phẩm của công việc phân tích nghiệp vụ. Các cái bên liên quan nắm giữ các cái mức độ ảnh hưởng và thẩm quyền khác nhau đối với việc phê duyệt sản phẩm công việc, đồng thời cũng là nguồn quan trọng của các nhu cầu, ràng buộc và giả định. Khi công việc phân tích nghiệp vụ tiến triển, các nhà phân tích nghiệp vụ xác định các bên liên quan, xác nhận vai trò của họ và trao đổi với họ để đảm bảo rằng các bên liên quan phù hợp tham gia vào đúng thời điểm và với vai trò thích hợp. Việc quản lý sự hợp tác của các bên liên quan là một hoạt động liên tục. Mặc dù việc quản lý sự hợp tác của các bên liên quan bắt đầu sau khi các bên liên quan đã được xác định và phân tích, các bên liên quan mới có thể được xác định tại bất kỳ thời điểm nào trong quá trình thực hiện sáng kiến. Khi các bên liên quan mới được xác định, vai trò, ảnh hưởng và mối quan hệ của họ đối với sáng kiến sẽ được phân tích. Vai trò, trách nhiệm, ảnh hưởng và thái độ quyền hạn của mỗi bên liên quan có thể thay đổi theo thời gian. Tác động của sự thay đổi hoặc ảnh hưởng, cái khả năng tác động của các bên liên quan này nó càng đáng kể thì việc quản lý sự cộng tác của các bên liên quan càng được chú trọng. Các cái nhà phân tích nghiệp vụ quản lý sự hợp tác của các bên liên quan để tận dụng các cái phản ứng tích cực và giảm thiểu hoặc tránh các phản ứng tiêu cực. Các nhà phân tích nghiệp vụ phải đảm bảo liên tục theo dõi và đánh giá thái độ của từng bên liên quan để xác định xem điều đó có ảnh hưởng đến sự tham gia của họ vào các hoạt động phân tích nghiệp vụ hay không. Những cái mối quan hệ kém với các bên liên quan có thể tác động bất lợi đối với việc phân tích. Chúng ta sẽ thấy là chúng ta sẽ có các cái cạnh. Thứ nhất là khi mà các bạn có hoạt động kém thì chúng ta sẽ không có những cái thông tin chất lượng, sẽ có những cái phản ứng tiêu cực mạnh mẽ đối với những thất bại và trở ngại, và họ sẽ đề kháng với sự thay đổi, thiếu sự hỗ trợ và tham gia vào công việc phân tích, và thông tin dễ bị bỏ qua. Thì những cái tác động này có thể được sửa đổi một phần thông qua các mối quan hệ mạnh mẽ tích cực và dựa trên niềm tin với các bên liên quan. Các nhà phân tích nghiệp vụ tích cực quản lý mối quan hệ với các bên liên quan bao gồm những cái người sau. Thứ nhất là cung cấp các dịch vụ cho các nhà phân tích nghiệp vụ, bao gồm các đầu vào cho các nhiệm vụ phân tích và các hoạt động hỗ trợ khác. Phụ thuộc vào các dịch vụ mà do các nhà phân tích nghiệp vụ cung cấp, bao gồm các kết quả đầu ra và tham gia vào việc thực hiện phân tích nghiệp vụ luôn. Thì các bạn thấy chung quy về cái phần mà chúng ta quản lý các stakeholder, nó luôn là những cái khía cạnh quan trọng. Các bạn sẽ thấy là stakeholder chúng ta sẽ có các cái khía cạnh sau. Thứ nhất là các bạn có nói về cái team member của chúng ta, họ là những người trực tiếp ảnh hưởng tới cái sản phẩm. Thứ hai là khách hàng. Thứ ba là những cái nhà cung cấp dịch vụ, những cái nhà cung cấp thiết bị, những cái nhà cung cấp giải pháp. Thứ tư là những cái stakeholder liên quan tới manager, liên quan tới đồng nghiệp, liên quan tới cấp trên. Thứ năm là những stakeholder liên quan tới cộng đồng. Thứ sáu là những stakeholder liên quan tới những cái tổ chức chuyên môn, liên quan tới những cái tổ chức về mặt luật pháp, chính phủ, pháp luật, những cái tổ chức mà có thể xử lý về các cái chứng chỉ về mặt chất lượng, các cái chứng chỉ về mặt hiệu quả, vân vân. Và cũng như là rất là nhiều cái bên liên quan khác. Thì các bạn thấy ở đây là cái việc mà trong một cái dự án, một người BA thực thụ, mình không nói là những bạn fresher junior hay là những bạn mới, mà một người BA thực thụ, cho dù là các bạn IT hay non IT, thì cái việc mà chúng ta quản trị các cái bên liên quan nó luôn là cái yếu tố quan trọng. Và các bạn thấy là một người BA nó đòi hỏi đôi khi chúng ta có rất nhiều mối quan hệ. Chúng ta đòi hỏi rất nhiều mối quan hệ để xử lý công việc một cách hiệu quả. Cũng như là chúng ta sẽ thấy là nói về các mối quan hệ thì như ở đây mọi người thấy là poor relationship. Chúng ta có những mối quan hệ yếu kém thì chúng ta sẽ có những cái kết quả không mong muốn. Ví dụ như là supplier cung cấp cho các bạn những cái hàng họ nó xấu, hoặc là các bạn cần những cái thông tin về mặt tư vấn nghiệp vụ, các bạn cần những thông tin từ cái domain subject matter expert, mà các bạn không có những cái mối quan hệ tốt thì chúng ta không thể nào mà chúng ta có những cái thông tin đúng. Chúng ta cũng không thể nào chúng ta có những cái thông tin mà chúng ta đảm bảo được cái sự phù hợp hoặc là những cái tài liệu phù hợp. Thì cho nên các bạn thấy cho dù bất kỳ công việc nào, chứ không riêng gì BA, thì cái việc mà communication một cách hiệu quả, chúng ta giữ những cái mối quan hệ một cách tốt đẹp, không nhất thiết là các bạn phải lúc nào cũng phải ăn nhậu, không nhất thiết lúc nào các bạn cũng phải kề vai bá cổ thì mới gọi là ok. Cái quan trọng nhất đó là các bạn cần phải giữ một mối quan hệ tốt và rõ ràng trong công việc. Và cũng như là các bạn hãy nhớ là trong cái gì thì làm, càng nhiều cái mối quan hệ về mặt chuyên môn thì càng giúp ích cho BA. Những mối quan hệ về mặt ăn chơi thì theo mình nó cũng không giúp ích gì mấy, nhưng mà những mối quan hệ về mặt chuyên môn thì nó luôn đảm bảo được cái chất lượng đầu ra công việc cho một BA. Phần tiếp theo chúng ta cùng nghiên cứu cái sơ đồ thì các bạn thấy cái đầu vào và cái đầu ra. Cái đầu vào nó là Stakeholder Engagement Approach, cái phương pháp tiếp cận của các bên liên quan, thì mô tả các loại cam kết dự kiến đối với các bên liên quan và cách họ có thể được quản lý. Business Analysis Performance Assessment, cái mà chúng ta đánh giá cái hoạt động phân tích nghiệp vụ, cung cấp những cái thông tin chính về hiệu quả, về cái performance
kết quả đầu ra của cái nhiệm vụ phân tích. Thì cái nhiệm vụ này có thể là phân tích đang thực hiện nè, hoặc là những nhiệm vụ được lên kế hoạch, được hướng tới, vân vân. Thì các cái nhiệm vụ này bao gồm cả những nhiệm vụ tập trung vào sự tham gia của các bên liên quan. Thì các bạn thấy là sẽ có những nhiệm vụ nó phần lớn là công việc chính của BA, nhưng sẽ có nhiệm vụ, ví dụ như là các bạn thấy nói IT BA đi, các bạn thấy là sẽ có những nhiệm vụ mà nó cần những cái sự hỗ trợ, những cái sự tư vấn của bên phía team hạ tầng, bên phía team bảo mật, bên phía team mạng vân vân. Hoặc là trong non-IT BA, các bạn thấy là có những cái nhiệm vụ liên quan tới những cái mối quan hệ với cơ quan chính phủ, cơ quan nhà nước. Các cái nhiệm vụ đó đều đòi hỏi cái sự tham gia của rất nhiều các bên liên quan. Thì các bạn thấy là cái việc mà chúng ta xử lý những cái mối quan hệ này nó cũng đòi hỏi cái việc phải duy trì rất là nhiều ha. Rồi, chúng ta đến phần tiếp theo, đó là những cái yếu tố tạo nên cái sự thành công của cái stakeholder engagement này. Cái đầu tiên đó là các bạn cần phải đạt được các cái thỏa thuận về mặt cam kết. Các cái bên liên quan tham gia vào các cái hoạt động phân tích nghiệp vụ có thể yêu cầu các cái cam kết về mặt thời gian và nguồn lực. Các nhà phân tích nghiệp vụ và các bên liên quan cần xác định và đồng ý với những cam kết này trong thời gian sớm nhất có thể. Các chi tiết cụ thể của cam kết có thể được thông báo chính thức hoặc không chính thức, miễn là có sự hiểu biết rõ ràng về các kỳ vọng và kết quả mong muốn của cam kết. Có thể đối thoại và thương lượng về các điều khoản và điều kiện của các cam kết. Kỹ năng đàm phán, giao tiếp và kỹ năng giải quyết xung đột hiệu quả là rất quan trọng để quản lý hiệu quả của các bên liên quan. Thì mọi người có thể xem trang 210 liên quan tới cái việc thương thảo hoặc là những cái việc giải quyết xung đột. Thì lúc mà hai lúa đọc tới đó thì mọi người cũng sẽ tìm hiểu kỹ hơn ha. Cái yếu tố thứ hai đó là giám sát sự tham gia của các bên liên quan. Thì các bạn thấy là chúng ta không thể nào mà chúng ta mặc nhiên là các bên liên quan họ sẽ tự ý thức, họ sẽ tự dành hết tâm huyết của họ vào trong cái việc mà xử lý công việc với BA được. Chúng ta đòi hỏi rất là nhiều yếu tố về mặt giám sát. Thì các nhà phân tích nghiệp vụ giám sát sự tham gia và hiệu suất của các bên liên quan để đảm bảo rằng thứ nhất á, là các cái bạn subject matter expert và các bên liên quan khác đang tham gia một cách hiệu quả. Thái độ và sự quan tâm của các bên liên quan không đổi hoặc được cải thiện. Kết quả khơi gợi yêu cầu được xác nhận một cách kịp thời. Các cái thỏa thuận và cam kết được duy trì. Các bạn BA cần phải liên tục theo dõi các rủi ro như các bên liên quan được chuyển hướng sang công việc khác. Các cái hoạt động khơi gợi yêu cầu không được cung cấp chất lượng thông tin phân tích nghiệp vụ cần thiết và phê duyệt chậm trễ. Các bạn thấy là các cái nhà phân tích nghiệp vụ cần phải liên tục và theo dõi các rủi ro như thứ nhất là các bên liên quan được chuyển hướng sang công việc khác. Cái thứ hai là các cái hoạt động khơi gợi yêu cầu nó không có được cung cấp các cái trong thông tin chất lượng hoặc là các cái thông tin phân tích nó không ổn, nó không có rõ ràng và cũng như là cái delay approval, tức là một cái công việc nó đều chậm trễ. Thì bạn thấy stakeholder nó còn đòi hỏi những cái vấn đề liên quan tới việc là làm sao mà chúng ta đảm bảo được cái phê duyệt nữa, chứ không phải là lúc nào chúng ta cũng chỉ quanh quẩn cái công việc làm việc, không phải lúc nào chúng ta chỉ quanh quẩn cái công việc của chúng ta. Và cái cuối cùng đó là sự cộng tác. Bên liên quan có nhiều khả năng ủng hộ sự thay đổi nếu như nhà phân tích nghiệp vụ cộng tác với họ và khuyến khích luồng thông tin và ý tưởng đổi mới một cách tự do. Thì mọi người đều thích cái sự tự do thôi. Và sự tham gia tích cực, sự tham gia thực sự của các bên liên quan yêu cầu tất cả các bên liên quan cảm thấy rằng họ được lắng nghe, họ được ý kiến, họ được đánh giá là họ quan trọng và những đóng góp của họ được công nhận. Hợp tác bao gồm giao tiếp thường xuyên và hai chiều, mối quan hệ hợp tác duy trì luồng thông tin tự do có những trở ngại và thất bại, đồng thời thúc đẩy sự nỗ lực chung để giải quyết các vấn đề và đạt được kết quả mong muốn. Thì thật ra cái ở những cái nội dung của cái nội dung 4.5 này các bạn thấy nó cũng khá là đơn giản, và nói chung là các bạn cần phải đảm bảo cái keyword là làm sao là chúng ta đảm bảo được cái chuyện là trao đổi một cách phù hợp, chúng ta đảm bảo được cái chuyện là làm sao mà chúng ta duy trì những cái mối quan hệ tốt thường xuyên đối với các stakeholder. Hướng dẫn và công cụ. Các bạn sẽ thấy là chúng ta sẽ có BA Approach, mô tả bản chất và mức độ hợp tác cần thiết của mỗi nhóm các bên liên quan để thực hiện các hoạt động phân tích một cách hiệu quả. Business Objective, mục tiêu của nghiệp vụ, thì mô tả hướng mong muốn cần thiết để đạt được trạng thái trong tương lai. Chúng ta có thể sử dụng các cái bên trung lập để mà có một cái góc nhìn một cách chung, một cách khách quan hơn về các cái kết quả, về hiệu quả, các cái kết quả, các cái hiệu quả tương lai mong muốn. Mô tả trạng thái tương lai, xác định trạng thái mong muốn trong tương lai và xác định giá trị kỳ vọng của nó. Hành động được đề xuất là truyền đạt những gì nên làm để nâng cao giá trị của giải pháp và có thể giúp sự kích thích sự hỗ trợ và tập trung của các bên liên quan vào một cái mục tiêu chung. Và những cái kết quả phân tích rủi ro liên quan tới các bên liên quan sẽ cần được giải quyết để đảm bảo các hoạt động của hợp tác của các bên liên quan được thành công. Những cái techniques thì các bạn thấy là chúng ta sẽ có những cái collaborative games, những cái lesson learned, những cái risk analysis, những cái management. Những cái này ở những cái chương liên quan tới techniques hai lúa sẽ nói rõ cho các bạn. Và cuối cùng là các bên liên quan, là chúng ta sẽ có là tất cả các bên liên quan ai cũng dính vô cái này cả. Và kết quả đầu ra quan trọng nhất đó là cái sự engage, cái sự tham gia của các bên liên quan, sự sẵn sàng của các bên liên quan tham gia vào các hoạt động phân tích nghiệp vụ và tương tác với các bạn BA khi cần thiết. Thì trước đây chúng ta cũng đã kết thúc cái KA thứ hai, đó là elicitation và collaboration.
Thì các phần tiếp theo chúng ta cùng tìm hiểu những cái nội dung mới ha. Thì trước khi kết thúc những cái này, các bạn thấy là cái việc mà chúng ta khơi gợi yêu cầu nó đòi hỏi rất là nhiều yếu tố, nó đòi hỏi cái sự chuẩn bị, nó đòi hỏi cái sự kết hợp với các bên liên quan một cách phù hợp. Cho nên là các bạn làm cái gì thì làm, đối với góc độ BA thì dù là ITBA hay là non-ITBA, chúng ta cần phải đảm bảo được cái chuyện là giữ một cái mối quan hệ tốt với các bên liên quan để mà chúng ta có thể thu thập thông tin, để mà chúng ta từ những thông tin mà chúng ta thu thập đó, những thông tin đúng đó, bắt đầu phân tích và chúng ta đưa ra những kết quả phù hợp. Hello, chào các bạn, chúc các bạn thành công.